phụng vụ lễ giao thừa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 10. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Ngày xuân, người ta thường cầu chúc cho nhau được ba điều ước mơ lớn nhất, đó là phúc lộc thọ. Cái phúc của con người là công thành danh toại. Cái lộc không chỉ là con thảo cháu ngoan, mà còn là lộc trời ban xuống cho gia đình, dòng tộc. Thọ là tuổi già, sống lâu trăm tuổi, hay còn gọi là bách niên giai lão. Ước mơ được sống hạnh phúc trường sinh bất tử là sự khát khao của con người vượt qua mọi thời đại. Dân tộc nào cũng ước mơ trường thọ, thời đại nào cũng mong được trường sinh bất tử. Nỗi khát khao ấy được bộc lộ qua rất nhiều những câu chuyện thần tiên, nhất là trong những dịp lễ Tết đầu năm thường chúc nhau mạnh khỏe sống lâu. Và trong đám cưới, người ta vẫn thường cầu chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Thánh Kinh kể rằng, thuở ban đầu, Thiên Chúa đã cho con người hưởng đầy đủ phúc lộc thọ. Cái phúc của con người thuở tạo dựng là được làm chủ mọi loài vạn vật mà Chúa đã dựng nên. Cái lộc của con người là lời chúc phúc sẽ có con đàn cháu đông, như sao trên trời, như cát dưới biển. Và cái thọ miên trường là sinh ra không phải đau khổ và không phải chết. Thế nhưng, hạnh phúc ấy đã tan vỡ và trở thành một niềm mơ ước triền miên của cả kiếp người. Bi kịch là khi tội đã vào thế gian, nên con người sinh ra phải đau khổ và phải chết. Từ đó, ước mơ phúc lộc thọ đã là ước mơ muôn thuở của con người. Con người luôn khao khát hạnh phúc và đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc chính là động lực khiến con người dám vượt mọi gian khổ để có được hạnh phúc trong cuộc đời. Mùa xuân chúng ta dâng cuộc đời cho Thiên Chúa, xin Ngài chúc lành và ban cho chúng ta sự vạn sự như ý. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã đến để mang lại cho con người hạnh phúc, và hạnh phúc ngay từ trên cõi đời này, vì Ngài là Hoàng tử Bình An, là Vua Thái Bình. Ngài đã đến để mang lại bình an cho những ai thành tâm thiện chí, cho những ai ăn ở ngay lành, và cho những ai sống cuộc đời cao thượng, vượt qua khỏi những tham sân si, để sống một đời thanh thoát bình an. Hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra phương thế để có được hạnh phúc qua tám mối phúc thật. Sống theo tinh thần tám mối, chúng ta sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ trong ngày xuân mà là trong mỗi ngày trong cuộc sống. Phương thế đó không phải là con đường trải thảm rộng thênh thang,
mà là con đường hẹp của sự hy sinh, của quảng đại dấn thân vì lợi ích của tha nhân. Cái phúc nằm ở trong tâm hồn nghèo khó, có lòng hiền hậu, dám chấp nhận khổ đau, yêu thích sự chính trực, thương xót đồng loại, giữ lòng trong sạch và biết xây dựng hòa bình. Như vậy, hạnh phúc của người môn đệ hệ tại ở việc dấn thân vì tha nhân. Vì Chúa mà ta từ bỏ mọi thứ tham lam ích kỷ và bất chính, để sống công bình bác ái với nhau. Vì Chúa mà ta bỏ đi cái tôi ghen tương nóng giận, để gìn giữ sự hòa thuận với những người bên cạnh chúng ta. Vì Chúa mà chúng ta dấn thân cho công lý được triển nở, cho hoa bác ái được tỏa hương, cho an bình được ngự trị. Vì Chúa mà chúng ta xả thân giúp đời, mà không cần so đo tính toán thiệt hơn. Vì Chúa mà chúng ta từ bỏ những quyền lợi, những nhu cầu của bản thân, để cống hiến cho tha nhân. Phương thế ấy đã được ông bà cha mẹ làm gương cho chúng ta. Các ngài đã hy sinh hết thảy vì ta. Cuộc đời các ngài cho dù có dầm mưa dãi nắng, mà tâm hồn vẫn hạnh phúc vì hy sinh cho con cái. Như vậy, trong hạnh phúc của ta có mồ hôi của cha và nước mắt của mẹ. Trong hạnh phúc của ta có công cha nghĩa mẹ cao hơn núi, sâu hơn biển khơi, để che chở và làm ấm áp đời ta. Một vài năm gần đây, vào dịp cuối năm, trên mạng có nhiều đoạn clip để nhắc cho mọi người trở về sum họp gia đình trong dịp Tết. Có những đoạn phim rất xúc động với hình ảnh cha mẹ già ngày ngày đợi con đi làm ăn xa trở về đoàn tụ. Cũng có nhiều lời kêu gọi cha mẹ ngày càng già, hãy trở về sum họp với mẹ cha trong ngày Tết. Ngày Tết là ngày của gia đình, ngày sum họp không chỉ với mẹ cha, anh em để bày tỏ lòng hiếu thảo biết ơn. Nhưng người Việt Nam còn tin rằng ngày Tết cả ông bà tổ tiên, những người đã khuất cũng trở về gia đình sum họp với con cháu. Có được niềm vui đón xuân hôm nay, chúng ta cũng bày tỏ lòng hiếu kính, biết ơn đối với các bậc tổ tiên đã khuất và đối với ông bà cha mẹ những người còn sống và còn đang hao mòn vì chúng ta. Xin Chúa là mùa xuân chúc phúc tuôn đổ muôn hồng ân cho chúng ta trong năm mới Kỷ Hợi, và cho gia đình chúng ta luôn rộn ràng tiếng cười vui hạnh phúc.